Cái gì? Anh đang làm gì vậy? Anh xin lỗi. Anh cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương em. Ranaji, hãy đứng dậy đi. Ai có thể nhìn thấy đó? Hãy để họ nhìn thấy. Gayatri, anh là một tên tội phạm liên quan đến em, và một tên tội phạm không xứng đáng với bất kỳ lòng tự trọng hay là sự tôn trọng nào. Ranaji à, nhưng rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Anh đã không tin em. Đó chính là tội ác của anh. Ranaji, bất cứ điều gì anh đã làm là do Badi Ranima mà. Không, Ranaji, một người đã đi sai đường không phải là người duy nhất có tội. Kẻ đi nhầm đường đều có tội. Anh đã không tin tưởng em một chút nào. Và anh đã chống lại sự tin tưởng của em. Ranaji, người ta phải quên đi quá khứ và để nó lại ở trong quá khứ. Và như vậy thì có ích gì khi chúng ta đang nói về những vết thương đã lành chứ? Cho dù vết thương có lành, nhưng mà vết sẹo vẫn còn mà. Và những vết sẹo này sẽ được xóa đi khi mà em tha thứ cho anh. Em đã tha thứ cho anh rồi. Bây giờ đứng dậy nào. Không phải như thế này Gayatri. Em cũng phải giơ tay đối với anh. Em sẽ phải tát anh. Hãy chấp nhận rằng cô là một công chúa, nhưng mà máu sẽ không ngừng chỉ bằng cách làm như thế này đâu. Cô sẽ phải băng bó nó lại. Làm sao anh dám chạm vào tôi mà không có sự cho phép của tôi? Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói. Công chúa à, tôi có thể chạm vào cô nếu mà cô cho phép tôi không? Tôi ra lệnh cho anh hãy ra khỏi phòng tôi. Anh đang làm gì vậy? Ngồi xuống nào. Tôi không muốn nó bị băng bó đâu. Hãy thể hiện những cơn giận dữ của cô với những người hoàng gia trong triều đình đi. Bởi vì cô biết tôi là một trong số những loại người ở bên lề đường, và tôi không biết làm thế nào để xử lý cơn giận dữ của công chúa. Chuyện gì đang xảy ra giữa công chúa và anh chàng đó vậy? Mình sẽ phải làm gì đó. Cái gì? Ranaji, anh đã phát điên rồi sao? Đừng có biến em thành một bên của tội lỗi nữa. Em không thể đánh anh đâu. Gayatri, hãy lắng nghe anh nào. Mặc dù là con gái của một doanh nhân, nhưng em rất yếu về tính toán. Tính toán nên được thực hiện bình đẳng trong tình yêu và kinh doanh. Chẳng phải em đã nói cho anh rằng em sẽ không tát anh sao? Nhưng mà tại sao? Bởi vì anh là chồng của em, Ranaji à. Và anh là một vị vua. Và em là vợ anh, em là hoàng hậu mà. Dù anh có thể nói gì đi nữa, em cũng không tát anh đâu. Nói gì cũng được, làm sao cũng được hả? Nếu em không trừng phạt anh, thì cảm giác tội lỗi này sẽ không bao giờ thoát ra khỏi trái tim anh. Em không thể làm điều này với anh sao? Được rồi, đây là những gì anh muốn đó, phải không? Đúng, hãy nghĩ về nó một lần nữa đi. Anh luôn giữ lời mà. Rồi, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Anh chắc chắn có phải không? Anh là một rai bút, anh không bao giờ sợ hãi. Được rồi.
À, cái này. Cái này là em đang làm gì vậy? Em là con gái của một doanh nhân phải không? Vì vậy, em sẽ trả lại lãi với những gì mà em đã nhận được. Được chưa? Anh sẵn sàng chưa? Được rồi. Quyết định của Rani Gayatri là anh sẽ không bị trừng phạt. Đó là hình phạt của anh. Thời nhỏ mẹ tôi cũng hay bôi thuốc y như vậy đó. Và bà ấy cũng hay mắng mỏ tôi nữa. Bà ấy thường nói đồ quỷ con. Cô không bao giờ cảm thấy đau khi chiến đấu. Nhưng mà khi tôi bôi thuốc vào cô cư xử như một đứa trẻ. Anh cảm thấy như thế này từ khi còn nhỏ hả? Không hề, hồi nhỏ tôi thậm chí còn nghịch ngợm hơn. Và cô có biết cả làng của tôi đã từng rất không hài lòng với tôi không? Việc mình đã từng làm, nhiều khi bỏ trâu của người này sang một ruộng người khác. Hoặc là đôi khi được sử dụng để kéo một chiếc thuyền ra biển. Những cô gái đã từng đến tắm sông. Tôi đã từng ăn cắp quần áo của họ. Cô có bao giờ đi tắm ở sông gần núi chưa? Cô có biết một ông già đã từng ở trong làng của tôi không? Tôi á, đã từng kéo hô ti của ông ấy. Vì sợ tôi, ông ấy bắt đầu mặc bộ đồ ngủ thay vì là hô ti. Hợp làm sao? Có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại rút tay lại? Khi cô đã bỏ hết xấu hổ, tại sao lại còn giả bộ này nữa? Bất cứ điều gì cô muốn làm, hãy làm ngay trước mặt tôi. Thưa ông, sẽ tốt hơn nếu ông rời khỏi đây ngay bây giờ. Bây giờ cậu sẽ cho tôi biết khi nào tôi nên vào phòng của mình và khi nào không sao? Hình như là cậu đã quên mất nghĩa vụ của mình đến đây rồi. Có cần tôi phải nhắc nhở cậu về thân phận thực sự của mình không? Điểm xoay ria mép của anh là gì vậy hả? Chỉ là khi em rời cung điện trong vài ngày để cầu nguyện cho người thừa kế gia đình của chúng ta. Và khi ta vắng mặt, toàn bộ hoàn cảnh đã thay đổi. Trò chơi của Badi Ranima đã kết thúc. Thật tốt là bà ấy đã không khai tên của chúng ta ra trước bất kỳ ai. Nếu không thì Ranaji cũng sẽ thu dọn đồ đạc của chúng ta mất rồi và gửi chúng ta đến Ranjan cùng với bà ấy. Chandravahan, hôm nay tôi rất tự hào rằng con chính là con trai của ta. Ta đã từng nghĩ rằng con chưa bao giờ học bất cứ điều gì từ ta trong rất nhiều năm. Nhưng mà hôm nay, bằng cách không ủng hộ ta, con đã thực sự chứng minh sự thật rằng không cần sự xảo quyệt cho một con sói con. Và sau tất cả, con có cùng dòng máu với ta. Ranaji đã gửi ta đến Rangoon. Vì vậy bây giờ Gayatri phải nghĩ rằng bây giờ cung điện này sẽ không còn là cung điện nữa. Nó sẽ giống như một ngôi nhà hạnh phúc. Và cô ta biết rằng ta đã gieo mầm âm mưu trước khi ta rời đi. Ta đã gieo hạt và con sẽ phải gặt hái nó. Mệnh lệnh của ta với con là bất cứ điều gì ta không thể nào hoàn thành thì con sẽ phải hoàn thành nó. Cần phải giết Rana Indravahan Singhel và Gayatri. Đó chính là trách nhiệm của con bây giờ, Charavahan. Nhưng mà anh à, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Cho đến bây giờ anh vẫn đang chiến đấu cho ngai vàng. Nhưng mà bây giờ anh sẽ chiến đấu vì lòng tự trọng của mẹ anh. Mặc dù thực tế là bà ấy đã giành lấy ngai vàng từ anh. Sau tất cả,
bà ấy vẫn chính là mẹ của anh. Chiều sâu của sự thù hận này thậm chí còn sâu sắc hơn khi thêm vào đó là những giọt nước mắt của bà ấy. Và hôm nay, Chandravahan Singhel, tôi tuyên thệ anh sẽ dùng tất cả thủ đoạn của mình để trả thù cho sự xúc phạm mẹ của anh. Thì chắc chắn anh cũng sẽ làm như vậy. Ranaji và Gayatri sẽ phải trả giá cho việc đã xúc phạm mẹ của tôi. Sự nhục nhã này anh phải trả. Ôi thần linh ơi, tụi nó nói là tôi sẽ rời khỏi đây. Nè, anh đang làm gì vậy? Hãy bỏ nó ra đi. Anh đang hiểu lầm chúng tôi. Làm ơn dừng lại đi. Không đâu công chúa à, hôm nay tôi nhất định sẽ dạy cho anh ta một cách là tôn trọng phụ nữ. Hãy xem ai dạy ai nào. Tất cả điều này đang xảy ra chỉ vì là tôi, phải không? Tôi chính là nguyên nhân sâu xa của việc này, phải không? Tôi sẽ chấm dứt việc này ngay bây giờ. Thưa nữ hoàng, tôi muốn nói chuyện với người về một điều quan trọng. Thật không tốt chút nào khi có một người đàn ông ở trong phòng Jyoti Rani vào lúc muộn như vậy. Do đó đã có một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông. Thưa nữ hoàng, người vẫn nghe tôi nói không? Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ đó là nữ hoàng. Ôi thần linh ơi, tôi đã từng nghĩ gia đình của chúng tôi là một gia đình lý tưởng. Bất kỳ điều gì mà cô đang nói, đó là sự thật đúng không? Ôi thần linh ơi, thật là nhục nhã mà. Chuyện gì đang diễn ra trong nhà của chúng tôi? Và chúng tôi không biết điều gì về nó hết. Sao đã? Làm sao mà tôi biết con dâu của tôi đang làm trò hề gì đây chứ? Tôi đã đưa cô ấy đến đây vì nghĩ rằng cô ấy là một người con dâu cao quý và lý tưởng. Nhưng mà tôi hoàn toàn không biết cô con dâu này đang nghĩ cái gì nữa. Zahoda, tôi cầu xin cô, cầu xin cô. Cô phải thề với tôi rằng cô không được nói với nữ hoàng hay bất kỳ ai khác về điều này. Nếu không thì tiếng xấu của con dâu tôi và gia đình này sẽ không bao giờ được gột rửa sạch. Xin hãy giúp tôi. Cô phải thề với thần linh rằng cô sẽ không nói bất kỳ ai khác về điều này, được không? Hãy hứa với tôi đi. Cô Kila, vấn đề này không chỉ giới hạn ở gia đình của cô đâu. Vấn đề này còn liên quan đến danh dự của hoàng cung này, danh dự của các mối quan hệ và bất kỳ điều gì đang xảy ra đang làm hen ố các mối quan hệ. Tôi chưa bao giờ che giấu bất kỳ điều gì với nữ hoàng cho đến bây giờ. Tôi sẽ phải đi ngay bây giờ và thông báo với nữ hoàng về mọi thứ. Cô đang nói sự thật. Thực tế thì cô đang làm tôi trở nên sáng suốt. Bởi vì tôi sẽ đi và nói mọi thứ điều này với nữ hoàng với cô. Tốt lắm, Zahoda, rất là tốt.
Hóa ra cô là người hầu trung thành thật sự của cung điện này. Tôi sẽ đi ngay bây giờ và nói toàn bộ sự thật với nữ hoàng. Và nữ hoàng sẽ đuổi người đàn ông đó ra khỏi cung điện này. Cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại đóng cửa? Cô đang hỏi tôi sao? Tôi đang làm gì vậy hả? Zahoda thân mến, tôi rất là khen thưởng cô vì lòng trung thành của cô. Tôi không muốn bất cứ điều gì từ cô. Zahoda, cô là người luôn lo lắng về việc các mối quan hệ không bị hoen ố, có phải không? Vì vậy, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi các mối quan hệ đó. Ông đã lập ra âm mưu mới nào hả, Kunwa? Ông có âm mưu nào lại bày ra cho đến bây giờ? Tất cả đều thất bại rồi. Lần này sẽ không thất bại đâu, ông Wilkinson. Cuộc chiến này không dành cho Amekot. Cuộc chiến là để trả thù cho danh dự của mẹ tôi. Và ông biết rằng một người Ấn Độ có khả năng từ bỏ và giành lấy mạng sống cho mẹ của mình mà. Tôi sẽ không từ bỏ. Cuộc chiến này là giữa ông và Ranaji. Vậy thì tại sao tôi phải ủng hộ ông chứ? Bởi vì nếu tôi thắng, tôi sẽ là vua của Amekot. Vì vậy thì sau đó ông cũng sẽ có một số quyền lực ở trên đất nước Amekot. Ngay cả khi cả hai chúng ta đến với nhau, cho đến khi nữ hoàng và những người trung thành của bà ấy ở trong cung điện, thì chúng ta sẽ không thể nào làm bất cứ điều gì cả. Nghe nè, công chúa rất cần được nghỉ ngơi đó. Nước. Tôi ở đây thưa công chúa. Bây giờ anh đến đây để làm gì? Những gì vừa xảy ra, anh vẫn không hài lòng sao? Công chúa à, tôi thật sự không thích bất kỳ điều gì đã xảy ra với cô. Việc anh cảm thấy tốt hay xấu không có khác biệt gì đối với tôi đâu. Chỉ cần anh rời khỏi đây thôi. Cô muốn tôi rời khỏi đây sao? Có phải là cô mạo hiểm mạng sống của mình để mà cứu tôi không? Cô không quan tâm đến tôi chút nào, có phải không? Trả lời đi nào công chúa. Vậy tại sao cô lại quan tâm tôi? Rốt cuộc thì tôi có quan hệ như thế nào đối với cô? Tôi có nên nói điều gì đó với cô không, thưa công chúa? Cô có lắng nghe được những gì tôi chia sẻ không? Từ nhỏ, tôi đã đánh hàng trăm người khi họ đánh tôi. Nhưng đây chính là cổ tay đầu tiên đã đổ máu vì tôi. Và tôi xin thề với mẹ của tôi rằng mỗi một giọt máu mà cô đã đổ ra, mỗi giọt máu đó là một món nợ dành cho tôi. Và bất kỳ điều gì xảy ra cho đến thời điểm tôi ở trong cung điện này, tôi sẽ không để cô bị tổn thương dù chỉ một chút.
Gayatri! Sanasi đã đi đâu rồi? Rani Gayatri, từ nhỏ anh đã thức dậy rất sớm để ngắm bình minh. Nhưng hôm nay anh dậy sớm và ngắm trăng, mặt trăng của anh. Em có biết rằng khi em cười hay là ngay cả em đang ngủ không? Và khi em mỉm cười, người ta nhận ra rằng tất cả những câu chuyện cổ tích đều không sai. Đôi khi một số người may mắn có được một nàng tiên như vậy. Và anh không thể nào đánh thức em, bởi vì nếu anh đánh thức em dậy, anh sẽ bị bắt. Và anh có một số công việc quan trọng tại Đắc Bù Lao, nên anh phải rời đi và sẽ trở lại với em vào buổi tối. Và anh hy vọng rằng nàng tiên của anh sẽ mặc đồ trong món quà mà anh đã tặng cho cô ấy vào buổi tối. Ranasi. Ranasi, có một cuộc điện thoại cho cô. Alo. Mẹ sao? Mẹ đất rất hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói của con. Mẹ xin hãy tha thứ cho con. Con biết rằng con đã làm tổn thương cảm xúc của mẹ, nhưng mà con đã bất lực. Con không còn lối thoát nào mẹ. Không cần phải nói bất kỳ điều gì cả, Gayatri. Toàn bộ Amekot biết về bất cứ điều gì con đã làm. Và toàn bộ Amekot, thành phố đang rất tự hào về con. Chúng ta cũng vậy. Con không chỉ cứu chồng của mình, mà còn cứu cả thành phố của Amekot. Ta không thể tin được ta đã chia tay Gayatri đơn giản và ngây thơ của ta. Nhưng mà chúng ta thậm chí còn không nhận ra Gayatri trước đó hóa ra là một nữ thần thật sự. Mẹ, con sẽ cúp điện thoại ngay bây giờ. Hãy thông báo cho con khi cha trở về. Con sẽ đến thăm tất cả mọi người ngay sau đó, được không mẹ? Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa hoàng hậu. Không sao đâu. Đĩa bù sa rơi xuống. Đó chính là điểm xấu. Thưa nữ thần, không có gì xấu nên xảy ra bây giờ được đâu. Hãy bảo vệ Ranasi. Có chuyện gì vậy Ramsin? Tại sao anh dừng lại? Thưa ngài, có một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh ở trên đường. Chỉ cần đi và kiểm tra xem cô ấy có ổn không.
Thật tuyệt vời ông Wilkinson. Ông đã gọi Ranaji đến Đắc Ban La để gặp mặt thân thiện. Trước và sau đó, ông đã đâm sau lưng anh ta theo cách như vậy. Quá tuyệt vời. Về mặt hình thức, tôi không thể gọi ông là vua. Nhưng mà không chính thức, tôi chắc chắn có thể giúp ông trở thành một vị vua. Bây giờ ngay cả thần linh cũng không thể nào cứu được nhà vua. Bây giờ ngay cả thần linh cũng không thể nào cứu được nhà vua. Jahoda, có thể giữ giấy tờ bất động sản ở đâu chứ? Jahoda. Thưa nữ hoàng, chắc chắn có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với Ranaji. Các người là ai vậy? Hãy cứ bước đi. Từ sáng đến giờ con có một điềm gỡ. Sáng sớm thì con có một giấc mơ xấu, và sau đó Buza đã rơi xuống. Sau đó tấm kính ở trên bức ảnh của Ranaji cũng đã bị dở tan rồi. Gayatri, tình yêu đã khiến con tin tưởng vào mọi thứ, và tình yêu của con dành cho Ranaji đang khiến con trở nên bồn chồn như thế này mà thôi. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Chính con đã đuổi Badi Ranima ra khỏi cuộc đời Ranaji. Khoảng thời gian khó khăn qua rồi nên không có gì xảy ra với Ranaji đâu. Thằng bé sẽ trở lại vào buổi tối. Mình không biết tại sao trái tim mình nói với mình rằng thời điểm khó khăn vẫn chưa chấm dứt. Ôi thần linh ơi, hãy bảo vệ Ranaji. Anh à, Ranaji chết rồi sao? Không. Nhưng mà Ranaji đang bị chúng ta giam giữ rồi. Và thanh kiếm đang treo ở trên cổ anh ta có thể hành động bất cứ lúc nào. Chỉ là sau đó anh ta mới bắt đầu hành trình đến thiên đường. Bây giờ lại là chuyện gì đây? Điều này có nghĩa là mặc dù giành được pháo đài, nhưng mà chúng ta vẫn chưa đánh dấu thẩm quyền ở trên đó. Anh à, khi nào thì anh sẽ giết Ranaji chứ? Cô hãy đưa con dao này cho tôi. Những thứ như vậy rất là nguy hiểm khi lọt vào tay của cô. Về chấn thương của cô, tôi đã nói với mọi người rằng hôm qua cô bị thương ở tay là vì vòng tay bị gãy. Vì vậy cô cũng nên nói với mọi người điều tương tự. Dù sao thì chấn thương cũng là một phần của mối quan hệ này ngay từ đầu mà. Ngay cả trong quá khứ, anh đã gây cho tôi nhiều vết thương như vậy. Và rất nhiều. Vậy thì tại sao lần này anh lại sợ hãi chứ? Cô dám nói với tôi bằng giọng điệu đó một lần nữa không? Tôi chính là chồng của cô và cô không bao giờ được quên điều đó. Anh chỉ là một người chồng. Vì vậy đừng cố cư xử như là thần linh. Tôi không phải là thần linh Skwana. Tôi là một con quỷ. Và nếu tôi thấy cô với hắn ta một lần nữa thì cô cũng sẽ không sống sót. Cũng như tên côn đồ ven đường đó cũng phải chết. Tôi hy vọng rằng cô sẽ luôn ghi nhớ điều này.
Nè anh trai, anh biết không, tôi sẽ giết anh ta. Đúng vậy, đây là một con cá lớn. Vì vậy chỉ anh trai sẽ giết anh ta. Gayatri, nếu Ranaji chưa đến đất băng la thì Ranaji đã đi đâu? Anh ấy đi đâu chứ? Mình sẽ phải đi và tìm kiếm anh ấy. Ranaji à, bây giờ ngài có sợ hãi không? Và trong nỗi sợ hãi của mình, ngài có nhớ đến ai không? Chẳng hạn như là vợ của ngài. Bây giờ vợ của ngài sẽ đến đây và cứu ngài sao? Hãy nói cho tôi biết đi Ranaji, ngài có phải là một con chuột sợ hãi trước hôn nhân và sau khi kết hôn mới trở nên như vậy hả? Chỉ cần cởi trói cho tôi, sau đó tôi sẽ cho ông biết ai là chuột và ai là đồ lưu manh. Hiểu chưa? Đúng vậy. Giờ sẽ là vui trong đống máu đổ này thôi. Sau khá nhiều ngày, chúng tôi có cơ hội săn được một con hổ. Anh à, anh đang bỏ lỡ rất là nhiều thời gian. Bình thường anh chỉ nói cho em rằng hãy đi ngắm hoàng hôn ở trên đỉnh núi. Nhưng mà hôm nay khi mặt trời Amekos sắp lặn rồi, anh đang ngồi ở trong cung. Dạ. Dạ anh đang làm điều gì vậy? Hãy đưa em đi cùng với anh đi. Hãy đưa em đi theo anh đi nào. Em muốn xem Ranaji bị giết. Đi thôi nào anh à. Cái chết của Ranaji là bước đầu tiên của anh trong âm mưu này. Cho nên lúc hắn mất, anh phải có mặt ở trong cung, để không ai nghi ngờ anh cả. Lần này anh sẽ không mắc một sai lầm nào hết. Ngài đang nói về sai lầm nào vậy Kunwa? Tôi muốn đến Đắc Bành là. Thưa hoàng hậu, chúng tôi sẽ phải thông báo cho nữ hoàng rằng cô sẽ đến đó. Không cần phải thông báo cho bất cứ ai về điều này. Và tất cả mọi người sẽ đi cùng với tôi. Đi nào. Thưa nữ hoàng, anh ở đây sao? Có chuyện gì vậy? Tại sao hai người trông rất sợ hãi? Kunwa đã phạm phải sai lầm gì vậy? Và không có gì cả, thưa nữ hoàng. Thực ra là sai lầm khi ăn đồ đỏ đó. Bây giờ cô biết rằng anh ấy đã qua tuổi tiêu hóa thức ăn đầy hơi. Vì vậy một khi anh ấy ăn những hạt đậu đỏ thì cả ngày anh ta chỉ... Cô có nhìn thấy Sahoda ở đâu không? Nè, chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì, tôi chỉ bị nấc cục thôi. Ờ, nhân tiện tại sao cô lại tìm Sahoda? Bởi vì ta không thể tìm thấy cô ấy từ sáng. Vì nó khá là lạ,
Zahoda chưa bao giờ làm điều gì đó như thế này. Cô ấy chưa bao giờ đi đâu mà không thông báo cho ta. Hả? Nếu cô gặp Zahoda ở bất cứ đâu, hãy nói cô ấy đến gặp tôi. Được rồi. Anna, chúng ta hôm nay đã trốn thoát rất là gần rồi. Ồ, anh đã thực sự cứu chúng ta ngày hôm nay đó. Ôi thần linh, anh đang làm gì vậy? Im. Có chuyện gì vậy? Nữ hoàng. Chuyện gì vậy? Thưa nữ hoàng, thật ra anh ấy biết điều đó. Khi anh ấy hét lên thì cân nút cục của tôi sẽ ngừng lại. Hãy nhìn xem, đã ngừng lại rồi. Hai người đúng là cặp kỳ lạ mà. Em đã làm gì vậy? Em phải làm điều đó anh à. Bây giờ chỉ cần nghĩ về những gì sẽ thực hiện tiếp theo thôi. Hãy tản ra xung quanh khu vực này và tìm kiếm Ranazi đi.